Hello cả nhà, tiếp tục em về trong đợt hàng gửi từ Mỹ về lần này. Em lại có một con âm ly cũng rất là đẹp. Đây là con âm ly Sun Sui, âm ly QS 500 với cái quả màn hình rất là cổ điển vintage với bốn đồng hồ vu vải. Rất là đẹp. Em này thì đánh bốn sò sang ken sắt, bộ sò tứ quý 1, bốn số 1 các bác nhá. Lưu ý cho em, bộ sò đấy nổ nằm ở trên những con âm ly nổi tiếng như là Sun Sui 2000X đời tụ đen này, Kenwood 5150 này, vân vân. Đối với chiếc ly này thì hoạt động hoàn hảo, vỏ gỗ thì zin theo máy, toàn bộ là chưa có xì pa. Cái con máy này thì còn tương đối là rất là đẹp ạ. Và chạy đa dòng điện các bác nhá, chạy đa dòng điện. Hiện tại thì vẫn đang để cái điện 110 từ Mỹ về. Có ba cầu chì bảo vệ này, có hai cầu loa này, số series máy này 0390 này. Đó, đánh đa cầu điện 230W tiêu thụ điện. Đây là các cái cổng vào. Con này thì hiện tại thị trường thì nó cũng khá là cao, loanh quanh trên 10 triệu đấy. Tại vì con này nó đánh những cái dòng loa dành cho các bác thích mộc mạc, như là các cái dòng loa Pioneer dạng CS5, CS6 này, thích nghe về băng cối này, địa than này, hay là các bác thích nghe về cái dòng Rio này, Rio là băng cối. Thì con này thì hiện tại là ruột gan thì nguyên zin, có duy nhất là cái phần tụ thì cái người chủ cũ sở hữu cái máy này họ đã thay bằng cái phần tụ cũng là tụ xịn của Nichicom, nên là em nghĩ là cũng ok, chắc là họ đo đạc thì suy hao thì họ thay bằng tụ đó, nhưng mà tụ là tụ Nichicom là ok nhá. Thì hiện tại bây giờ con này nó hoạt động hoàn hảo, em để cho cả nhà với mức giá là 4.500.000 về các anh em chơi và trưng bày. Cái vỏ gỗ này thì em không spa tại vì nó vẫn còn vuông, thành sắc cạnh nó còn đẹp nên là em để nhá. 4.500.000 đồng cho chiếc Sun Sui QS 500 bốn đồng hồ vu. She said, so long, country bumpkin.